Xin chào các bạn hâm mộ bóng đá Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Điểm tin bóng đá Sau đây mời các bạn đến với bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay 19 12 Các bạn thân mến, tuyển Việt Nam của chúng ta ở trận đấu với Campuchia vừa cần giành trọn vẹn 3 điểm nhưng cũng phải bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết Đánh phù đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm nắm lợi thế trong tay là những gì mà huấn luyện viên Park Seo hướng đến ở cuộc đối sức với Campuchia bởi một thế trận rằng co kéo dài có thể sẽ không có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Trên hàng công thì Công Phượng sau khi rời sân sớm ở trận gặp Indonesia đã bình phục hoàn toàn. Anh sẽ tiếp tục có mặt trọng luyện xuất phát để tận dụng thời cơ từ hàng thủ tương đối lòng lẻo của Campuchia. Sát cánh cùng với Công Phượng, nhiều khả năng sẽ là Văn Toàn. Vào thời điểm mà Tiến Linh Đức Trinh không có phong độ tốt thì Văn Đức vẫn khi mờ khi tỏ Văn Toàn đã xứng đáng được trao cơ hội. Một bàn thắng sẽ là sự giải tỏa lớn cho Văn Toàn sau 4 năm tuyệt ngòi ở cấp đội tuyển quốc gia. Hàng tiền vệ của chúng ta dự kiến cũng có những điều chỉnh. Tuấn Anh và Quang Hải có thể sẽ nhường chỗ cho cặp sân trường Minh Vương. Đây là bộ đôi đã thi đấu ăn ý trong áo cơ đội bộ Hoàng này và khá thích hợp cho thế trận cởi mở. Vị trí còn lại nhiều khả năng sẽ là Hoàng Đức nhân tố đột biến bậc nhất ở tuyến giữa vào lúc này. Hàng thủ điều mà huấn luyện viên Sơ lo nhất là tấm thẻ phạt. Ba trung vệ đang dính một thẻ vàng và đối diện nguy cơ bị treo giò. Đội trưởng Quang Hải có thể sẽ được ngồi dự bị giống như trận gặp Lào. Ngoài ra thì cặp Ông Duy và Văn Thanh cũng cần được nghỉ ngơi. Người thay thế nhiều khả năng sẽ là Hồ Tấn Tài. Với lối chơi đậm chất kỹ thuật và có tính đổi biến cao, thì tiền đạo Công Phượng sẽ có đất dựng võ trong trận gặp Campuchia tới đây. Và nhiều khả năng ở trận này thì Công Phượng sẽ chạm mặt Trung vệ Visan của đội tuyển Campuchia. Trước những đội bóng chiếu dưới và chơi tử thủ, Công Phượng luôn là phương án ưu tiên của HLV Park Seo. Bởi lẽ nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tận dụng khả năng đi bóng đắt léo tạo đột biến cao của tiền đạo Hoàng Anh ở trận giao quân thì Công Phượng đã phát huy hiệu quả với cú đúp bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào. Ở trận hòa Indonesia vừa qua thì Công Phượng cũng đã chơi tốt cho đến khi dính chân thương nhẹ và rời sân nhiều chỗ cho Tiến Linh. Ở trận đấu tối ngày hôm nay, Công Phượng sẽ thường xuyên phải ra mặt với trung vệ Visan, cầu thủ được xem là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Campuchia. Công Phượng đang có phong độ cao và sự tự tin ở áp cấp nên việc theo kèm ngôi sao của tuyển Việt Nam thực sự là rất khó khăn với cầu thủ Campuchia ở thời điểm này đặc biệt là với các cầu thủ của Campuchia khi họ còn kém tư duy chơi bóng và nền tảng thể lực yếu. Cuộc chiến tiếp theo ở trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia đó là Đỗ Duy Mạnh và Chan Patanaka. Ở hàng thủ tiền Việt Nam thì Duy Mạnh nhiều khả năng sẽ đá chính và sẽ phải chạm chán với chân sút tốt nhất bên phía Campuchia, Chan Vathanaka. Chơi ở vị trí trung phong, Vathanaka khá nhạy bén trong việc dứt điểm, ở trận đấu gần nhất thì cầu thủ mang áo số 11 đã lập một cú đúp vào lưới đội tuyển Lào giúp cho Campuchia giành thắng lợi 3-0. Nhưng với kinh nghiệm và khả năng chuyên môn tốt, Duy Mạnh sẽ không gặp nhiều khó khăn để theo kèm Chan và Tanaka. Ở vòng loại thứ ba World Cup, Duy Mạnh cũng đã phải đối đầu với nhiều chân sút danh tiếng bậc nhất của châu lục, nên việc khắc chế Messi của Campuchia là điều mà anh có lẽ hoàn toàn tự tin. Một cuộc chiến khác đó là Nguyễn Hoàng Đức và Trang Porot Hoàng Đức đã lại lại không ít những pha bóng đẹp mắt ở trận hòa Indonesia. Trước lối chơi cực rát của Indonesia, Hoàng Đức vẫn có những pha xử lý thoát pressing đơn giản và hiệu quả. Ở hàng tiền vệ ở tuyển Việt Nam, Hoàng Đức là cái tên được huấn luyện viên Park Seo yên tâm nhất ở thời điểm này vì phong độ ổn định và ít chấn thương. Việc ngăn chặn Hoàng Đức ở khu trung tuyến là nhiệm vụ dường như bất khả thi với Trang Borot và các cầu thủ của Campuchia. Ngoài khả năng cầm trịch ở tuyến giữa, những cú sút xa của Hoàng Đức cũng rất lợi hại Tiền vệ của Viettel đã ghi một bàn thắng như vậy vào lứa đội tuyển Malaysia. Hiện thì Thái Lan đang đứng đầu bảng A áp cấp, tuyển Việt Nam chúng ta càng có lý do phải thi đấu hết sức mình để giành ngôi đầu bảng B, bởi là ai cũng biết chạm chán đối thủ này ở bán kết. Tiềm ẩn những rủi ro cho thầy trò Hone Park Seo. Chỉ bằng đội hình phụ ở lượt trận cuối bảng A áp cấp hay vào ngày hôm qua, Thái Lan vẫn đủ sức để bẹp chủ nhà Singapore với hai bàn không gỡ Điều đó cũng đủ khẳng định về sức mạnh và chiều sâu đội hình chất lượng trong nhân sự của ông Putin. Với 4 chiến thắng tuyệt đối, ghi 10 bàn thắng và chỉ tùng lưới đúng một lần, đứng đầu bảng A 12 điểm, Thái Lan cho thấy họ xứng đáng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng B, còn đội nhì bảng A sẽ chính là Singapore gặp đội nhất bảng B. Ngày hôm qua thì theo dõi trên khán đài sân vận động quốc gia Singapore, có lẽ huấn luyện viên Park Seo cũng hiểu rằng đối thủ nào sẽ là phù hợp với tuyển Việt Nam nếu như chúng ta giành quyền vào bán kết. Về mặt lý thuyết thì tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại ở vòng bảng áp cấp nếu như chúng ta thua Campuchia một bàn và Indonesia cũng thất bại trước Malaysia với tỷ số tương tự. Tuy nhiên với thực lực hiện tại thì ngay cả khi Campuchia có tiến bộ như thế nào thì tuyển Việt Nam vẫn ở đẳng cấp cao hơn và nhà đương kim vô địch cũng được dự đoán là sẽ thắng đội bóng này vào tối ngày hôm nay. Thay cho có 99% khả năng làm vào bán kết và chúng ta hiện tại đang có quyền lựa chọn đối thủ tùy vào thành tích mà chúng ta có đối đầu với Campuchia. Tất nhiên là nhìn vào tình thế hiện tại thì do chuyên môn và người hâm mộ đương nhiên là không muốn có một trận chung kết sớm ngay ở vòng bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan. Bản thân Hunagipang Park có lẽ cũng đã không muốn Việt Nam gặp rủi ro khi đụng Thái Lan đang khá mạnh. Có lẽ nếu vào bán kết thì việc gặp Singapore sẽ là thuận lợi hơn với Việt Nam. Để chắc chắn có ngôi đầu bảng B thì Việt Nam phải hội tụ các yếu tố cần và đủ. Chúng ta phải thắng Campuchia, khi đó thì Việt Nam có 10 điểm và hiệu số bàn thắng thua là dương 6 trở lên. Nếu như Indonesia hòa Malaysia, đội tuyển này sẽ chỉ có 8 điểm chung cuộc và kết thúc ở vị trí nhì bảng. Nếu như thua Malaysia, đội Indonesia phải nhường vé và bán kết cho đối thủ Malaysia vì lúc này thì Malaysia có 9 điểm và đi tiếp với ngôi nhì bảng sau Việt Nam. Trường hợp khiến cho Việt Nam dù thắng Campuchia nhưng vẫn lo ngại là khi Indonesia thắng Malaysia khi đó thì Indonesia có 10 điểm cùng hiệu số dương 7 cho lên. Hai đội đã hòa nhau 0-0 khi đối đầu trực tiếp vào ngày 15 tháng 12 nên tiêu chí hiệu số bàn thắng bại sẽ đặt lên hàng đầu. Thầy trò Park Hang-seo sẽ cần một chiến thắng đậm trước Campuchia để đảm bảo một hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với Indonesia. Thực sự thì nói gì thì nói, việc chỉ phải gặp Campuchia ở lượt cuối của vòng bảng cũng giúp cho chúng ta tương đối chủ động trong quyền tự quyết đến ngôi đầu bảng B. Việt Nam chắc chắn là sẽ tấn công dồn dập để có chiến thắng đậm đà dù là tuyên bố muốn tấn công, công hiến để tạm biệt Áp Cup 2021 trong thế ngẩng cao đầu, nhưng tuyển Campuchia có thể nhận thêm một trận thua toàn diện nữa trước tuyển Việt Nam nếu chủ quan ở khu vực ngự. Tuyển Campuchia thường được đánh giá thấp hơn Việt Nam mỗi lần gặp nhau. Ở cấp độ đội tuyển, hai đội đã gặp nhau 8 lần trên mọi đấu trường, nhưng tuyển Campuchia chưa từng có dù nổi một điểm. Tính riêng ở đấu trường Áp Cup thì tuyển Việt Nam đã chiến thắng 5 lần. Lần gần nhất là tại Áp Cup 2018, Tiến Linh, Quang Hải, và Văn Đức đã lập công giúp cho tuyển Việt Nam thắng 3-0. Cả ba cầu thủ này đều có mặt trong danh sách thi đấu với tuyển Campuchia vào tối ngày hôm nay. Đặc biệt là tại áp cấp 2000, tuyển Việt Nam đã thắng Campuchia 6-0 và tại áp cấp 2002 là một tỷ số không tưởng 9-2. Không chỉ tại cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Campuchia bị áp đảo ở cả lứa trẻ. Kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games chuyển sang dành cho lứa U23 từ kỳ SEA Games 2001 thì chúng ta đã ba lần thi đấu với đại bóng xứ sở chùa tháp và đều giành chiến thắng. Dù vậy thì bóng đá Campuchia đang cho thấy sự đi lên trong công tác đào tạo trẻ. Sau nhiều năm bị loại từ vòng bảng thì Campuchia lần đầu tiên giành quyền vào chơi bán kết ở kỳ SEA Games trước. Nhưng đáng tiếc là họ lại đụng độ Việt Nam và để thua 0-4 với một bàn của Tiên Linh và một cú hat-trick của Đức Trinh. Bóng đá trẻ Campuchia thực sự tạo ấn tượng ở lưu U18 Đông Nam Á 2019. Đây là nơi mà họ đánh bại hai đội bóng mạnh trong khu vực là Thái Lan và Việt Nam. Người ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu giữa U18 Campuchia và U19 Việt Nam là Siang Chantia, cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia vừa có thắng lợi tại áp cấp đầu tiên trong sự nghiệp khi anh ghi bàn vào lưới Lào hôm 15 tháng 12. Với bóng đá Việt Nam thì trận thua năm đó là một cú sốc lớn bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam thua bóng đá Campuchia trong một giải đấu chính thức. Ba lần gặp nhau trước đó ở lứa tuổi này, Việt Nam đã thắng 2 với tỷ số 5-0 và một trận thắng 3-1. Tổng cộng ở mọi cấp độ, bóng đá Việt Nam đang thắng đến 14 trận và thua một trận. Tính giữa hai đội tuyển quốc gia rõ ràng là vẫn quá chênh lệch khi Việt Nam đang đứng thứ hạng 99 thế giới, còn Campuchia xếp hạng 170. Nếu muốn chơi đôi công với Việt Nam vào tối ngày hôm nay, huấn luyện viên Hirose và các học trò sẽ muốn xem lại, nhất là dưới thời huấn luyện Park Seo, tuyển Việt Nam rất mạnh trong việc khai thác lỗ hổng khi đối phương dâng cao. Các bạn thân mến, nếu vượt qua tiếp Campuchia vào trận đấu tối ngày hôm nay thì tuyển Việt Nam của chúng ta đứng trước cơ hội lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành tập thể thứ 3 có hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup. Ngoài ra, chúng ta còn đứng trước một kỷ lục khác cũng rất hoành tráng. Tính riêng tại AFF Cup thì Việt Nam đang có chuỗi 12 trận bất bại, tính từ trận hòa Indonesia hai đều ở bán kết AFF Cup 2016. Đây là trận đấu đáng buồn khi chung cuộc sau hai lượt trận chúng ta vẫn bị loại. Song thì cuộc chiến đó lại mở ra một kỷ nguyên mới. Khi huấn luyện viên Park Seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, chúng ta có liên tiếp 12 trận bất bại ở AFF Cup vô địch giải đấu năm 2018. Tối ngày hôm nay, tuyển Việt Nam khả năng rất cao là sẽ thắng Campuchia và kéo dài chuỗi trận bất bại lên cột số 13. 13 cũng đang là chuỗi trận bất bại dài nhất ở AFF Cup thuộc về Singapore. Đội bóng này bắt đầu chuỗi bất bại ở lượt đi chung kết AFF Cup 2004 đến tận AFF Cup 2008 một điều khá trùng hợp là tại bán kết AFF Cup 2008 thì chính Việt Nam đã chiến thắng để dừng chuỗi bất bại của Singapore. Giờ đây thì nếu tuyển Việt Nam vào bán kết, khả năng lớn chúng ta sẽ gặp Singapore. Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ bước qua những chú sơ tử để đồng thời chính thức vượt qua kỷ lục bất bại của đối thủ này. Xa hơn nữa thì không loại trừ khả năng là chúng ta sẽ bảo vệ thành công trước vô địch và đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại ở giải đấu này lên con số 17. Và nếu làm được như vậy thì đó đích thực là song hỷ lâm môn với tuyển Việt Nam. Tất nhiên, ai cũng biết là để làm được điều này thì tuyển Việt Nam phải cần vô cùng thận trọng thi đấu với 100% khả năng cũng như nhận thêm những may mắn. Singapore nhận đã biết là đội mới thua đội hình 2 của Thái Lan, nhưng chủ nhà cũng không phải là đối thủ có thể để tùy ý nắm bắt và Thái Lan như mọi khi tiếp tục lại là địch thủ cực mạnh ở Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam của Chu Ta vào lúc này không có bất kỳ sự nắm chắc nào có thể vượt qua được người Thái nếu đụng độ. Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay 19 tháng 12 cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại